Chào anh chị và các bạn, tôi là Tam Nguyên. Trong video này thì tôi sẽ chia sẻ với anh chị và các bạn về cái rầm rà khi mà bị đè lên trên bếp, hoặc chẳng may là cái phòng ngủ ở bên trên của anh chị mà nó nằm ở trên cái bếp. Tôi nói là không phải là cái giường nữa nhé, tôi nói là cái phòng ngủ bên trên thôi, chứ tôi chưa nói là cái giường đè lên thì khỏi nói rồi, đúng không ạ? Và nó ảnh hưởng như nào và cách hóa giải ra sao. Ngoài ra là cái việc chúng ta, nếu như mà có thời gian, chúng ta sẽ nói về cái việc mà kê cái tủ lạnh trong bếp thì chúng ta kê kiểu gì. Đúng không ạ? Trước hết là cái việc mà rầm rà ở trong bếp ấy, thì thực chất thì đến 60-80% các cái nhà thì thông thường nó dễ bị cái rầm rà nó đè lên. Bởi vì làm sao ạ? Hiện tại bây giờ cái kỹ thuật xây dựng của chúng ta là sử dụng nhà khung. Đúng không ạ? Khi chúng ta dùng nhà khung thì đồng nghĩa với việc là cái tường của chị xây tường 10. Khi xây tường 10 thì chúng ta sẽ làm cho là cái bếp của chúng ta mà nó kê sát quá so với cả tường của tủ bếp, thì thông thường cái rầm ở bên trên nó sẽ dọi thẳng xuống cái bếp của anh chị. Cái lỗi này nó rất là dễ hay bị mắc phải. Tuy nhiên là hỏi rằng là việc này nó có ảnh hưởng lớn đến chị không, thì nếu như cái theo kết cấu của cái việc mà xây nhà khung ấy mà thông thường nó bị như thế thì cái việc này nó ảnh hưởng không nhiều. Tôi nói trước là việc này nó ảnh hưởng không nhiều, nó ảnh hưởng không có nhiều lắm. Bởi vì là còn trong trường hợp mà cả một cái thanh rầm nó đè lên thì chuyện đấy là chuyện hoàn toàn khác nhé. Trong trường hợp nhiều nha anh chị, là cả một thanh rầm nó đè lên, chuyện này là chuyện hoàn toàn khác. Hoặc là anh chị để cái bếp dưới gầm cầu thang, chuyện này lại là chuyện hoàn toàn khác. Còn tôi nói ở cái trường hợp trước là cái rầm nó vào, thì trường hợp đấy là trường hợp nhỏ và lỗi đựng bình thường, không có đáng. Nhưng mà trong trường hợp mà rầm đè lên là chuyện hoàn toàn khác. Đối với cả cái bếp của anh chị thì khi mà rầm xà mà đè lên, dầm xà đè lên thì thông thường người ta sẽ có một cái biện pháp để người ta hóa giải. Tuy nhiên là cái bếp là cái nơi mà chủ quản tài lộc, cái bếp là nơi để chủ quản gia đạo, hỉ nộ ái ố cũng thể hiện ở cái nơi bếp ăn. Cái bếp là nơi mà chủ quản cái sức khỏe, vì anh chị ăn sạch, ăn ngon hay không thì là tài lộc và sức khỏe và gia đạo của chúng ta đều nằm ở vị trí của cái bếp cả. Cho nên thành ra là khi bị dầm xà nó đè trực tiếp lên, nhiều cái trường hợp là cái xà nó đè ngang trên cái bếp luôn ấy, nhưng trường hợp là nó đè dọc trên cái bếp. Tôi xét cái bếp và có hai cái cửa bếp như thế này chẳng hạn, có trường hợp là cái rầm nó chia tách đôi cái bếp, có trường hợp rầm nó đè ngang qua hẳn cái bếp như thế này. Đó, thì những trường hợp như vậy thì nó là cái trường hợp rất là hung họa, và nó sẽ gây ra trong gia đình. Trước hết về mặt gia đạo là vợ chồng dễ ly tán, về mặt sức khỏe là anh chị là hay bị ngộ độc trong nhà hay người ốm vặt, về mặt tài lộc là làm ăn cái gì cũng trục trặc và cái gì cũng sẽ bị khó khăn. Và cái việc này là đương nhiên, và cách hóa giải tốt nhất là chuyển cái bếp đi chỗ khác. Còn trong trường hợp mà không chuyển cái bếp đi chỗ khác thì chúng ta bắt đầu sử dụng biện pháp hóa giải. Chúng ta thì sử dụng 5 đồng tiền hoa mai, chúng ta dán lên trên vào cái thành rầm xà đó tại cái nơi mà vào cái khu vực bếp. Phương án thứ hai là chúng ta có thể sử dụng cái sáo trúc kèm theo là sâu vào cái đuôi của sáo trúc, một cái sáo trúc kèm theo với cả cái hồ lô ngọc bích, để chúng ta có thể treo vào cái đuôi hay là cái cạnh của rầm xà. Phương án thứ ba, người ta có thể sử dụng một cái hồ lô mở nắp và để trên nóc, và chúng ta treo hồ lô hai đầu, hoặc là chúng ta để một cái hồ lô để chúng ta chống lại cái việc mà cái rầm xà ở bên trên. Thứ nữa mà trong trường hợp mà ở phía bên trên của anh chị mà nó lại là cái phòng ngủ chẳng hạn, thì bằng cái biện pháp hóa giải thì chúng ta cũng sử dụng hồ lô, chúng ta đặt trên cái nóc tủ bếp. Thông thường tủ bếp có chia làm hai phần, một là phần phía dưới, là phần phía cục đế, phần thứ hai là phần cục treo. Cho nên thành ra là cái phần cục đế và phần cục treo, thì cái phần cục treo này thì thông thường là chúng ta sẽ để cái hồ lô lên bên trên. Tôi đang nói ở đây nó chỉ chấn sát cho những trường hợp mà chẳng may mà rầm xà nó đè ngang lên trên cái khu vực bếp thôi, chứ không phải là cái việc mà, chứ còn cái việc mà cái tường 10 chị giật vào một tí thì nó không có ảnh hưởng. Bởi vì là nếu như thế ảnh hưởng thì cái tủ bếp với chị thì giật lại là 35 phân thì nó cũng bị ngang vào bếp. Rồi chúng ta lắp cái máy hút mùi vào thì việc này thực sự là nó không có ảnh hưởng. Còn như trường hợp mà tôi đang muốn nói đến là cả một cái rầm với cả một cái sàn nằm ngang trên bếp, hoặc đè dọc hay đè ngang trên bếp, thì thực sự là lúc này là cái việc này là đã có ảnh hưởng rồi. Và anh chị nếu như mà ở trong không gian nhà đấy thì nó sẽ có rất là nhiều những cái hung họa mà chúng ta cần phải có những biện pháp để chúng ta phòng tránh. Bên cạnh đó, bên cạnh cái tác dụng nó ảnh hưởng xấu như là cái rầm rà nữa, đó là chúng ta sử dụng hai cái bếp từ đơn cạnh nhau. Chúng ta có thể sử dụng một cái bếp đôi nó gắn liền,
hoặc chúng ta sử dụng một cái bếp tứ nó gắn liền, hoặc chúng ta sử dụng bếp phụ khi chúng ta đun được. Nhưng mà có nhiều nhà tôi vào là để tiết kiệm thì mua hai cái bếp tứ để cạnh nhau, có người là có để vát thế này, để chéo ra như thế này, có người để dọc ra như thế này, tượng cái bếp mà nó tách nhau ra như vậy thì nó cũng tiện cho cái tình cảm vợ chồng nó dễ bị chia cắt. Cho nên ra là chúng ta cũng hạn chế sử dụng hai cái bếp đơn từ để ghép lại. Bếp từ vì rất rẻ, chị ra ngoài mua mấy triệu có cái rồi, 2-3 triệu cũng có, 4-5 triệu cũng có. Còn nếu không thì dùng bếp ga, còn nếu không thì chúng ta, còn nếu không được thì cho dùng bếp điện. Nó rất là dễ, cho nên là không có cách chúng ta hạn chế cái việc mà sử dụng 2-3 cái bếp hoặc là ở trong phòng. Và trong cái tủ bếp thì chị cũng không để cái gương để làm cho là cái bếp bị nhân lên 2-3 lần, nó giống như 2-3 cái bà chủ ở trong nhà ấy. Thì tự nhiên trong nhà thì có thêm cái chuyện tình cảm vợ chồng cũng không được may mắn. Đấy là tôi nói qua về cái hiện tượng về cái dầm mà chúng ta cần phải lưu ý. Ngoài ra thì tôi sẽ nói về một chút về cái tủ lạnh trong bếp. Cái bếp thì ngũ hành nó thuộc hỏa, cho nên cái tủ lạnh ở trong bếp nó có 3 cái điều mà cánh tránh kiêng kỵ như sau. Trước hết là cái tủ lạnh là không được mở cái cửa lạnh ra mà quay thẳng vào mặt bếp. Như vậy là thủy hỏa xung khắc, cái điều này là rất là hung. Vì cái bếp ngũ hành thuộc hỏa mà cái cửa thì ngũ hành nó thuộc thủy mà là hàn thủy. Mà hàn thủy thì đặc biệt khắc hỏa, giống như chúng ta đổ nước đá vào đống lửa thì không nói làm gì nữa rồi. Cho nên ra là cái cửa của tủ lạnh tránh đối diện với cả cái cửa bếp. Đây là thứ nhất. Cái việc thứ hai là cái cửa của tủ lạnh tránh quay ra ngoài cửa đại môn. Tóm lại là anh chị là muốn làm nào làm, mà đừng để người ta đứng ở trước cửa nhà anh chị, đứng ở ngoài sân anh chị mở tủ lạnh ra biết cho nhà anh chị có cái gì. Vì trong cái phòng bếp, cái tủ lạnh nó không khác gì cái két ở trong phòng ngủ, và không khác gì cái ban thần tài ở trong phòng khách, không khác gì cái tượng Phật ban thần tài ở trong cái cửa hàng, không khác gì ông tượng Phật Di Lặc ở trong phòng khách cả. Thì nó là kho khố, cho nên ra là không thể để lộ kho khố được. Cho nên là cái việc mà cái cửa tủ lạnh chúng ta không được vào bếp đã đành rồi thì cũng không được quay ra bên ngoài đường để mà người ta quay lại, thì cái chuyện này cũng là cái chuyện không tốt. Và cái điều thứ ba nữa là nhiều khi anh chị cũng tránh bằng cách chị xoay nghiêng cái tủ lạnh thì làm cho cái cách bếp nó chọc vào giữa cái tủ lạnh, thì chuyện này còn xấu hơn, thà lộ còn hơn là bị chọc như vậy. Cho nên ví dụ cái bàn bếp 60 phân, cái tủ lạnh cũng 62 phân, chúng ta xoay nghiêng nó ra như thế này thì nhiều khi anh chị lại kéo dịch nó ra để cho đấy chị dễ sử dụng chẳng hạn. Thế là cái cách bếp nó lao thẳng vào giữa cái tủ lạnh, hoặc là anh chị để cái tủ lạnh mà như vậy thì cũng không có tốt. Nhiều trường hợp nhà anh chị lại có để cái nhà vệ sinh ở trong bếp nữa, thì nhiều khi chị mở cửa tủ lạnh ra nó đối diện với cửa nhà vệ sinh, cái chuyện này cũng là chuyện không tốt. Cái cửa tủ lạnh cũng không được đối diện với cả cái cửa phụ ở trong nhà, kể cả cửa tủ lạnh đối diện với cửa sau ở trong nhà thì chúng ta cũng cần phải tránh và không để cái tủ lạnh như vậy. Nhất là để ở trong bếp, còn không để được thì cho ra phòng ăn, mà phòng ăn mà để mà xấu quá thì cho ra bên ngoài, tức là bên phòng khách chẳng hạn. Nhiều nhà chật chúng ta vẫn để như thế bình thường không sao cả, đúng không ạ? Thì kể cả cái cửa của tủ lạnh cũng không nên đối diện với cả cửa của cái phòng ngủ. Tất cả những chuyện đấy đều cần phải kiêng cữ cả. Còn cái việc mà để tủ lạnh cạnh bếp cũng được không ấy, thì việc này nếu như khoảng cách đấy nó khoảng tầm 60-70 phân để thoải mái. Chẳng qua là khi chỉ để cạnh khoảng 20-30 phân thì cái bếp đun nó nóng thì cái tủ lạnh bên này thì nó cũng nóng, nó nhanh hỏng, hoặc là nó sẽ bị ảnh hưởng trong quá trình mình chỉ thao tác thôi. Thì chúng ta cứ để cách khoảng 20-30, chúng ta cách được khoảng 65-60 phân hoặc 70 phân trở lên thì chỉ cứ để thoải mái. Vấn đề này không có cái vấn đề gì cả, và chúng ta có thể hoàn toàn có thể xử lý được. Và cái tủ lạnh thường xuyên anh chị cần phải dọn dẹp, tránh các mùi hôi ẩm mốc, tránh bệnh tật đã đành, nhưng mà cái tài lộc của chúng ta cũng sẽ được cải thiện. Cái tủ đá nó bị đóng keo, đóng đá trông nó xấu xí thì chúng ta cũng thường xuyên mở ra vệ sinh cho nó gọn gàng. Nắp cái tủ lạnh do là cái sự nhiệt độ nó thay đổi cho nên rất hay bị ẩm mốc, cho nên chúng ta cũng thường xuyên lau chùi cái phần nắp của cái tủ lạnh, và cũng tránh cái việc mà để trên cái nắp tủ lạnh nó bị ẩm ướt quá, nó ẩm mốc, thì cái việc này cũng không đem lại cái việc cắt lành. Cơ bản là cái tủ lạnh ở trong phòng bếp chúng ta sẽ xử lý và để như vậy. Cảm ơn anh chị đã luôn tin tưởng và theo dõi các cái video của Phòng Thủy Thái Nguyên. Xin cảm ơn.